Ukraine sẽ không thể trở thành Afghanistan thứ hai là câu nói nổi bật trong ngày hôm nay của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky. Cả nhà thân mến, Tổng thống Ukraine đã hoan nghênh gói viện trợ của Mỹ trị giá 61 tỷ đô dành cho đất nước của ông đã được Hạ viện thông qua. Và ông kêu gọi các nhà lập pháp là hãy thông qua dự luật này càng nhanh càng tốt vì điều đó sẽ giúp ngăn Ukraine trở thành Afghanistan thứ hai. Ông Volodymyr Zelensky kêu gọi Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận khoản viện trợ 61 tỷ đô cho Ukraine. Tổng thống Ukraine đã kêu gọi Mỹ nhanh chóng hoàn tất dự án viện trợ 61 tỷ đô cho Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với kênh NBC của Mỹ. Chúng ta thực sự phải đi đến cuối quá trình này, nó phải được Thượng viện chấp thuận. Sau đó ông giải thích, chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra nhanh nhất có thể để những người lính ở mặt trận nhận được sự hỗ trợ hữu hình nhanh nhất có thể, không phải trong 6 tháng để họ có thể tiến về phía trước. Ông Zelensky nói, sự hỗ trợ này sẽ tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ông nói, chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng nếu như Ukraine nhận được hệ thống vũ khí mà nước này rất cần, thứ mà hàng ngàn binh sĩ rất cần. Lần đầu tiên Mỹ ngừng hỗ trợ đối với Israel. Cả nhà thân mến, khi mà anh em ngày càng có những cái ý kiến khác biệt thì Hồng Tím vừa đọc một cái tờ báo Mỹ có cái thông tin như thế này nha cả nhà. Lần đầu tiên Mỹ sẽ áp dụng những cái biện pháp là tạm ngừng hỗ trợ đối với một cái đơn vị của lực lượng phòng vệ Israel, bao gồm cả việc đào tạo cho tiểu đoàn là Netzat Zehuda. Và về cái lý do là được biết là cái đơn vị của Israel đã vi phạm về cái luật nhân quyền ở bờ Tây. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã không có đồng ý về những cái biện pháp này của Mỹ và ông nói là sẽ đấu tranh đến cùng. Tin kinh doanh thế giới nổi bật nha cả nhà. Gã khổng lồ xe điện Tesla sẽ giảm giá ô tô ở một số thị trường lớn như là Mỹ và Đức. Cả nhà thân mến, gã khổng lồ xe điện đã báo cáo về cái việc đó là số lượng giao hàng đã giảm mạnh trong quý đầu tiên của năm 2024. Về cái lý do đó là bị cháy cái nhà máy ở Đức cũng như là gián đoạn về cái việc vận chuyển toàn cầu. Tại Trung Quốc thì cái đối thủ đáng gờm của Tesla đó là BYD đang bán những cái sản phẩm giá rẻ và Tesla đã phải giảm giá một số sản phẩm đến 2.000 đô. Thà gửi đạn tới Ukraine còn hơn là những chàng trai Mỹ. Lịch sử sẽ phán xét chúng ta về những gì mà chúng ta đã làm, là những câu nói nổi bật và cũng là của một nhân vật nổi bật gây xôn xao thế giới mấy ngày qua, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Mike Johnson. Cả nhà thân mến, vào tuần trước thì có lẽ là hy vọng cho Ukraine còn thật là viển vông khi mà lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Biden là chi 100 tỷ đô để mà viện trợ cho những đồng minh của Mỹ như Israel, Đài Loan và đặc biệt đó là Ukraine đã bị Quốc hội trì hoãn trong vòng 6 tháng kể từ khi mà nó được đề xuất vào tháng 10 năm 2023. Và vào ngày 18 tháng 4 đó cả nhà, giám đốc của CIA Bill Burns, ông đã cảnh báo rằng nếu như mà không có thêm một cái nguồn viện trợ nào thì Ukraine có thể thua trên chiến trường vào cuối năm 2024. Cả nhà thân mến, ngày hôm nay thì hàng loạt tờ báo Mỹ đã đưa tin như thế này. Sự dũng cảm của ông Mike Johnson có thể khiến cho ông phải trả một cái giá rất là mạnh mẽ. Đó là vai trò chủ tịch của ông có thể kết thúc trong vài tuần tới. Tuy nhiên, thì trong một cái cuộc trả lời phỏng vấn, ông nói như thế này là "That's writing, tôi nghĩ là tôi có thể ích kỷ để làm một cái điều gì đó. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi đã làm một cái điều gì đó đúng đắn."